Bài thuốc hay từ cây cỏ nhà quê chữa bệnh thận cực hiệu nghiệm. Y học dân gian còn lưu giữ nhiều bài thuốc chữa bệnh suy thận cấp, trong đó có bài thuốc vừa đơn giản lại vừa hiệu quả từ hai vị thuốc dễ kiếm là đậu đen và cỏ mực. Y học dân gian còn lưu giữ nhiều bài thuốc chữa bệnh suy thận cấp, trong đó có bài thuốc vừa đơn giản lại vừa hiệu quả từ hai vị thuốc dễ kiếm là đậu đen và cỏ mực. Suy thận cấp là hội chứng xuất hiện khi chức năng thận bị suy sụp nhanh chóng do nhiều nguyên nhân cấp tính, khiến cho mức lọc cầu thận có thể bị giảm sút hoàn toàn. Nếu không chữa trị kịp thời để bệnh chuyển sang mãn tính sẽ rất khó chữa trị. Nếu xử lý kịp thời, bệnh nhân có thể phục hồi được chức năng thận hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn. Triệu chứng của bệnh suy thận cấp thường gặp: tiểu đêm, ngủ hay gặp ác mộng, tắc mạch sớm, đau lưng, mỏi gối. Y học dân gian còn lưu giữ nhiều bài thuốc chữa bệnh suy thận cấp, trong đó có bài thuốc vừa đơn giản lại vừa hiệu quả từ hai vị thuốc dễ kiếm là đậu đen và cỏ mực. Cỏ mực còn gọi là cây nhỏ nồi, thuộc nhóm các cây thuốc và vị thuốc cầm máu. Giáo sư Đỗ Tất Lợi trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam có ghi chép lại tài liệu của chú rằng: cỏ mực vị ngọt, chua, tính lương vào hai kinh can và thận, tác dụng bổ thận âm, chỉ huyết lì. Về hiệu quả trị bệnh, cỏ mực dùng chữa căn thận âm kém, lì, đại tiện ra máu, làm đen rau tóc. Nhân gian dùng cây cỏ mực giả vắt lấy nước uống để cầm máu trong rong kinh, trị ra máu, trị thương chảy máu, còn dùng chữa ho, hen, viêm họng. Cũng theo cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, đậu đen có tác dụng thông tiểu tiện và thông mật. Những vị thuốc chế từ đậu đen có tác dụng bổ thận thủy. Bài thuốc chữa suy thận từ đậu đen được chế theo công thức sau: cỏ mực rửa sạch, phơi khô, xào vàng trên lửa than, đổ đen rang cháy vừa. Lấy 30g cỏ mực và 40g đậu đen đun sôi rồi chắc lấy nước. Uống nước này thay nước hàng ngày, mỗi tháng có thể sắc uống nhiều lần. Bài thuốc này rất lành, không có tác dụng phụ. Hai vị thuốc cũng không hề kỵ nhau, người bệnh uống chừng vài thang sẽ thấy bệnh chuyển. Tiểu đêm thưa dần đến giảm hẳn, việc ăn ngủ cũng ngon hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cách chữa bệnh thận, đường tiết niệu bằng cây bồng bông. Dân gian có rất nhiều các loại thảo dược quý có tác dụng trị bệnh hiệu quả và được nhiều người sử dụng. Bồng bông là một loại cây mọc hoang, cũng được biết đến và sử dụng như một vị thuốc dùng để chữa nhiều căn bệnh, nhất là các bệnh về thận và đường tiết niệu. Dưới đây là một số bài thuốc từ cây bồng bông dùng để trị các chức bệnh do thận và đường tiết niệu hiệu quả. Bồng bông là một loại cây dây leo, thân rễ bò, mọc ở khắp mọi nơi. Cây còn có tên gọi là hải kim sa. Sau khi chế biến ở dạng khô, được dùng như một vị thuốc để chữa bệnh rất tốt. Theo đông y, cây bồng bông có vị ngọt, tính lành, quy vào hai kinh tiểu trường và bàng quang, có tác dụng hong lâm, thanh nhiệt, giải độc và lợi thấp. Bài thuốc từ loại cây này được dùng để chữa trị các chứng bệnh về thận và đường tiết niệu như chứng viêm thận, thủy thủng, sỏi niệu đạo, sỏi mật. Ngoài ra, nó còn được dùng để trị mụn nhọt, vết thương do bỏng và cầm máu. Cách dùng và liều dùng phổ biến là 10g đến 20g, thuốc ở dạng khô, dùng để sắc nước uống. Các bài thuốc chữa bệnh từ cây bồng bông: chữa chứng tiểu tiện khó khăn, đau bụng dưới bí ách, tiểu tiện vàng, đục hoặc ra sỏi. Trong trường hợp này, người bệnh sử dụng kết hợp với các vị thuốc bao gồm bồng bông, mang tiêu mỗi thứ 100g, hổ phách 40g, bằng sa 20g, tất cả tán thành bột, uống ngày 5-8g, ngày 3 lần hòa với nước sôi để uống. Chữa sỏi niệu đạo: đơn giản nhất là người bệnh có thể chỉ cần sử dụng thuốc từ cây bồng bông để sắc uống trong ngày, hoặc dùng kết hợp với các vị thuốc gồm biểu xúc 15g, mã đề 30g, tạo thành một thang thuốc dùng sắc uống mỗi ngày một thang. Người bệnh nên áp dụng thuốc trong 1-2 tuần liền sẽ có hiệu quả.
chữa bệnh sỏi mật. Bài thuốc: dùng bồng bông 15g, kim tiền thảo 30g, kê nội kim 10g, ức kim 10g, ngọc mễ tu 10g, xuyên liễn tử 10g, chỉ sát 6g, phát căn 6g, huyền minh phấn 1g, sắc uống. Chữa tiểu tiện khó đầu rát. Bài thuốc: bồng bông, hoạt thạch 30g, ngọn cành cam thảo. Cam thảo dùng ở dạng phơi khô, tán thành bột. Tất cả tạo thành bài thuốc dùng để sắc cùng với mạch mon để uống ngày 2-3 lần. Chữa bệnh phù thủng, khát nước, tiểu tiện vàng hoặc đỏ. Bài thuốc: ma hoàng 30g, bồng bông 45g, trạch tả 45g, xích tiểu đậu 30g, thiến thảo 30g, sinh bạch trật 45g, sinh cam thảo 15g, phục linh 60g, phụ phiến 45g, bào khương 30g. Tất cả tán bột, đem hòa với mật và nặn thành từng viên 10g để sử dụng. Người bệnh dùng mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên. Các bài thuốc này khá đơn giản và có tác dụng điều trị các chứng bệnh hiệu quả. Người bệnh có thể tham khảo và ghi nhớ để áp dụng mỗi khi cần thiết. Bên cạnh đó, các bạn cần thiết không nên quên việc phòng ngừa và thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe đối với các trường hợp bệnh nêu trên để có biện pháp khắc phục và điều chỉnh chữa trị sao cho có hiệu quả nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Trong nhà mà có loại cây này, cả năm tiết kiệm được hàng trăm triệu tiền thuốc. Mã đề là loại cây thuốc được các nhà khoa học tin dùng trong chữa trị nhiều loại bệnh. Có loại cây này trong nhà, bạn sẽ tiết kiệm được hàng trăm triệu tiền thuốc. Mã đề, hay còn gọi là mã đề thảo, sa tiền, mã đề á, được các danh y cổ truyền và các bác sĩ hiện đại nghiên cứu và chứng minh có nhiều tác dụng không phải ai cũng biết. Từ lâu, cha ông ta đã biết sử dụng mã đề để thanh lọc, giải độc gan, chữa hoa mắt, chóng mặt, bí tiểu và tiểu tiện ra máu. Theo đông y, mã đề có tính hàn, vị ngọt, không độc, giúp lợi tiểu, tiêu viêm, thấm bàng quang, thấp khí, thanh phế nhiệt, long đờm. Theo tây y, nước mã đề có tác dụng giảm mỡ máu, hạ huyết áp, chữa béo phì, tăng huyết áp, thải độc cơ thể. Tất cả các bộ phận của mã đề đều được tận dụng để sử dụng làm thuốc. Hạt mã đề dùng trong một số bài thuốc chữa sỏi đường tiết niệu. Thuốc viên bào chế từ cao mã đề và tê pin giúp điều trị các bệnh viêm cấp tính đường hô hấp trên, chữa ho, cương tụ niêm mạc hô hấp, phục hồi tiếng nói ở bệnh nhân viêm thanh quản cấp. Cao nước mã đề giúp 92% những bệnh nhân viêm amidan cấp khỏi bệnh, được coi là thuốc khoáng khuẩn tự nhiên, không thua kém gì tỏi. Mã đề được ứng dụng trong nhiều bài thuốc chữa bệnh. Ngoài ra, mã đề còn có tác dụng chữa mụn nhọt, bỏng và viêm tấy. Chỉ cần giã nát lá mã đề đắp lên vết bỏng thì 2-45% những ca bỏng diện tích lớn đều có kết quả tốt. Trong nghiên cứu của mình về tác dụng chữa bệnh của cây thuốc, tiến sĩ Antonin, người Nga, đã áp dụng liệu trình cai thuốc lá dứt hẳn trong một tuần với mã đề. Các nghiên cứu cũng cho thấy chất polycythic trong hạt mã đề có tác dụng nhuận tràng, trị táo bón mãn tính. Cùng với kết quả về khả năng giúp đứt cơ nghiện thuốc lá, ông còn cho biết người dùng kèm nước mã đề sẽ không bị nhiệt miệng, khó ngủ và mệt mỏi. Dưới đây là một số bài thuốc giúp chữa bệnh nhờ mã đề. 1. Giúp cai nghiện thuốc lá. Nguyên liệu: mã đề tươi, cây mã đề sao khô, cắt khúc dài 3-5 cm, nước lọc 500ml. Cách làm: lấy mã đề tươi, sao khô để ráo, đập vào bình thủy tinh rồi thêm 500ml nước sôi. Sau đó đậy nắp và giữ nguyên 30 phút đến 1 giờ và thưởng thức như trà dùng mỗi ngày. 2. Chữa hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu. Nguyên liệu: trạch tả 12g, sinh địa 15g, long đờm thảo, sơn chi tử, hoàng cầm, xài hồ, mẫu đơn bì, tri mẫu, cúc hoa mỗi vị 10g. Cách làm: cho các nguyên liệu vào nồi sắc như thuốc,
uống mỗi ngày một thang. 3. Chữa bí tiểu. Bỏ rễ của cây mã đề, rửa thật sạch, giã nát, vắt lấy nước khoảng một chén, hòa nước mã đề với mật ong, uống một liều là khỏi bệnh. 4. Chữa ho do viêm họng. Nguyên liệu: lá trạch tả, lá húng chanh mỗi vị 30g, gừng tươi 5g, mã đề 10g. Cách làm: cho các nguyên liệu vào nồi, sắc cùng 300ml đến khi cô đặt lại còn 50ml, uống liên tục 5 ngày khi còn ấm. 5. Giúp mát gan. Nguyên liệu: mã đề tươi 10g, trạch tả, bạch phục linh, mẫu đơn bì, sơn thù du mỗi vị 10g, thuộc địa, hòa sơn mỗi vị 12g. Cách làm: tất cả xào vàng, tán bột rồi nặn thành viên nhỏ bằng hạt đỗ xanh, uống liên tiếp 10 ngày, mỗi ngày 8-10 viên. 6. Chữa đi tiểu ra máu. Nguyên liệu: mã đề tươi 100g, nhọ nồi 100g. Cách làm: rửa sạch, giã nát và vắt lấy nước cốt uống lúc đói. Lưu ý khi sử dụng lá mã đề: phụ nữ có thai, người già thận kém, hai đứa đêm cần cẩn trọng khi dùng lá mã đề. Khi sử dụng các bài thuốc trang, cần kiêng kỵ những chất kích thích gây nóng ruột như rượu, cà phê, gia vị, v.v. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Răng trắng sáng, hết sạch mảng bám sau 3 phút mà không cần đi nha sĩ, nhờ phơi khô một nắm rau húng quế rồi làm theo cách này. Răng không chỉ sạch mảng bám, trở nên trắng sáng hơn mà còn có được hơi thở thơm mát, nhanh chóng nữa đấy. Thử ngay bạn nhé! Cho dù đi nha sĩ để lấy cao răng, bọc sứ thì bạn vẫn cần chăm sóc chúng cẩn thận. Vì nếu không vệ sinh thường xuyên, các mảng bám tích tụ lại, tạo nên cao răng, xỉn màu ố vàng. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người ngại khám bởi họ không muốn người khác nhìn thấy hay động chạm vào hàm răng của mình. Đây chính là bí quyết giúp bạn cải thiện hiệu quả hàm răng nhiều khuyết điểm của mình ngay tại nhà, vừa tiết kiệm lại rất tiện lợi. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một nắm lá húng quế, 2 vỏ cam, lọ thủy tinh sạch để đựng, máy xay sinh tố. Cách thực hiện: đầu tiên, bạn rửa sạch cả hai nguyên liệu trên. Húng quế nhặt lấy phần lá, bỏ cuống và lá úa đi. Đem phơi nắng, đến khi chúng khô hoàn toàn thì cho vào máy xay sinh tố xay thành bột mịn. Trộn bột vỏ cam và bột lá húng quế này theo tỷ lệ 1:1, cho vào ly thủy tinh, đậy nắp bảo quản dùng dần. Cách sử dụng: súc miệng với nước muối ấm pha loãng khoảng 30 giây để loại bỏ phần nào vi khuẩn trong miệng, đồng thời sát khuẩn, chống viêm, hạn chế tình trạng sưng nướu, đau họng. Tiếp theo, bạn đánh răng với kem đánh răng như bình thường. Lấy một chút bột húng quế, trộn với nước, tạo thành hỗn hợp có dạng đặc sệt, chứ không loãng quá sẽ khó dùng. Nhúng bàn chải vào hỗn hợp, rồi chà lên răng thật đều từ trong ra ngoài, khoảng 2-3 phút. Cuối cùng, bạn nhổ đi, súc lại với nước sạch. Thực hiện 2-3 lần một tuần, hàm răng sẽ đẹp và khỏe lên trông thấy. Công dụng: lá húng quế chứa các tinh chất thiên nhiên, giúp làm răng trắng, cải thiện tốt các vấn đề liên quan như viêm nướu, chảy máu chân răng, xương lợi, hôi miệng. Trong khi đó, vỏ cam rất giàu vitamin C. Chất limonene có khả năng tẩy trắng răng, tiêu diệt vi khuẩn, tránh gây sâu răng. Chúc bạn thành công!